Hello Vlog và Đức Viết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Cách đây ít phút thì mình vừa mới đi tập phục hồi ở trung tâm Rehab ATD của bác sĩ Trần Huy Thọ và gặp tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cũng như là thủ môn Nguyễn Văn Toản. Trọng Hoàng đang khoác áo câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và bạn ấy đang bị đau ở đầu gối và đang lên trung tâm để tập phục hồi chấn thương. Còn Văn Toản thì bị đau nhẹ và dự kiến là cuối tuần này thì bạn ấy sau khi tập phục hồi xong thì sẽ quay trở lại để hội quân cùng với câu lạc bộ Hải Phòng. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là vào cuối tuần này thì câu lạc bộ Hải Phòng sẽ có chuyến làm khách tại sân Thống Nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này đây thì buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra trên sân vận động quận 7. Và người vừa chạy ngang qua mình đó là tiền đạo CX Timite, người đã lập cú đúp bàn thắng ở trận đấu gặp câu lạc bộ Thể Công Viettel để giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-0 ở cuộc đối đầu tại vòng 4 V-League mùa giải 2023-2024 ở trên sân Thống Nhất cách đây có mấy ngày thôi. Và theo như quan sát của mình thì ngày hôm nay ngoại trừ CX Timite thì đang tập ở bên ngoài thì các thành viên còn lại đều đang tập luyện ở trong sân. À xin lỗi, vẫn còn một bạn nữa không thể tập luyện ở thời điểm hiện tại, đó là Brandon Lucas. Tuy nhiên là cái việc mà Brandon Lucas không tập luyện trong khoảng thời gian khoảng một tháng thì đã thông tin trước đó rồi. Còn lại thì người bị đau ở cái trận đấu gặp Thể Công Viettel đó là thủ môn Patrick Lê Giang bị rách ở mí mắt và phải khâu. Thì bây giờ bạn ấy đã quay trở lại để tham gia buổi tập một cách rất là hăng hái rồi. Và chắc chắn là Patrick Lê Giang cũng sẽ có mặt để mà chuẩn bị cho cái cuộc đối đầu gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Ở ngày hôm kia, Hải Phòng FC họ đã thể hiện một cái phong độ vô cùng là ấn tượng khi mà đánh bại câu lạc bộ Công an Hà Nội với tỷ số là 3-1 ngay ở trên sân nhà Lạch Tray. Tuy nhiên là chuyến làm khách trước một đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đang rất là hưng phấn thì chưa biết là kết quả sẽ diễn ra như thế nào. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự chuẩn bị của hai đội bóng cho cuộc đối đầu rất hấp dẫn vào ngày Chủ nhật này. Vlog Ngoài Đường Pit rất là cảm ơn quý khán giả đang dành thời gian để theo dõi cái phần tập luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ tranh thủ ghi lại những cái thước phim về buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Và sau đó thì mình sẽ mang đến cho quý khán giả hai đoạn clip trong chiều và tối ngày hôm nay. Đó là buổi tập của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Hải Phòng. Và buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào chiều ngày hôm nay, ngày 6/12/2023. Xin mời cả nhà cùng theo dõi. Sau khi giành chiến thắng trước câu lạc bộ Thể Công Viettel, có thể nói là tâm lý và tinh thần của tất cả các thành viên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là rất hưng phấn. Theo những thông tin được chia sẻ thì CX Timite chỉ bị đau nhẹ mà thôi. Và bạn ấy sẽ sớm quay trở lại để tập luyện trong những ngày tới đây. Ở trận đấu trên sân Thống Nhất cách đây mấy ngày thì Sầm Ngọc Đức đã khóa chặt Nguyễn Hoàng Đức. Trận đấu đầu tiên với cái tên mới Thể Công Viettel, thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã phải nếm trải trái đắng. Một trận thua mà trước đó thì ngay cả các thành viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng không nghĩ rằng là họ có thể đánh bại được Thể Công Viettel. Và họ đặt ra mục tiêu là cố gắng có điểm, một điểm trên sân nhà Thống Nhất. Thế nhưng mà trong một ngày mà tất cả các vị trí của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu cực kỳ là hưng phấn,
thì họ đã giành được một cái chiến thắng rất ấn tượng trước thể công Viettel. Có tổng cộng là 5 vòng đấu trong tháng 12. Và khi mà huấn luyện viên Phùng Thanh Phương nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu mà anh Phùng Thanh Phương đề ra với các học trò là cố gắng cùng với nhau giành được từ 7 đến 8 điểm. Đó là một cái điểm số mà có thể nói là cũng rất cao, và chỉ dám đặt ra cái mục tiêu là nếu đạt được 7 đến 8 điểm thì xem là rất là thành công. Bởi ở cả mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ có được 14 điểm là trụ hạng rồi. Và chính vì vậy mà sau khi đã có được 4 điểm ở giai đoạn khởi đầu của mùa giải năm nay, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, thì khi mà anh Phùng Thanh Phương đến với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì họ đặt ra mục tiêu là nếu mà giành được 7 đến 8 điểm nó có thể ăn mừng được rồi, bởi vì có thể là yên tâm cho cái cuộc đua lọt vào top 5 của mùa giải năm 2023-2024. Tuy nhiên là mới chỉ có trận đấu đầu tiên thôi thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có được 3 điểm, tức là đã đạt gần 40% so với số điểm đã được đặt ra. Và ở trận đấu tiếp theo trên sân nhà Thống Nhất gặp câu lạc bộ Hải Phòng thì dĩ nhiên là bây giờ với cái tâm lý tốt như là các bạn đang quan sát thì chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ tiếp tục đặt ra cái mục tiêu là có điểm trước Hải Phòng, và biết đâu lại là một chiến thắng thì sao. Lúc đó chắc chắn là sân Thống Nhất ở những trận đấu tiếp theo sẽ phủ kín khán giả, bởi vì người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì trong thời gian vừa qua cũng trải qua những cái cảm xúc khá là lẫn lộn. Nhưng mà với việc tinh thần của tất cả các cầu thủ tốt và nếu tiếp tục thi đấu tốt thì không có lý do gì không đến sân để cổ vũ cho thầy trò anh Phùng Thanh Phương cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với khu vực tập luyện của các thủ môn. Hello. Anh em nào nhận kèo thì liên hệ với nhà cái chúng tôi nhé. Khu vực trán của Patrick Lê Giang thì vẫn phải dán băng keo để che cái vết rách đã được khâu lại. Trận đấu vừa rồi thì Patrick Lê Giang để lại một hình ảnh rất là đẹp trong mắt của người hâm mộ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc áo đẫm máu đã được thay và sau đó thì Patrick Lê Giang vẫn thi đấu cực kỳ là kiên cường để bảo toàn cái chiến thắng cho đội nhà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sau trận đấu thì Patrick Lê Giang cũng nhận được rất là nhiều tràng vỗ tay của các cổ động viên, và bạn ấy cũng đã dành thời gian để chụp hình cùng với các cổ động viên mặc dù là khá đau. Anh Châu Chí Cường thì vẫn ở lại để làm công tác huấn luyện cho các thủ môn, trong khi là anh Quang Trãi, anh Lương Trung Tuấn thì được điều về văn phòng. Có nhiều bạn hỏi mình về việc là Patrick Lê Giang liệu có xin nhập tịch Việt Nam hay không. Câu hỏi này thì mình sẽ sớm chuyển đến cho Patrick Lê Giang cũng như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để nhận được câu trả lời.
Lê Giang nói tiếng Việt tập trung. Hai. Đây là một thành viên mới nhưng rất là quen thuộc với người hâm mộ câu lạc bộ Sài Gòn trước đây, đó là anh Thanh. Anh Thanh thì hồi trước là phụ trách về mảng hình ảnh, truyền thông cho câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Và sau khi mà câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn giải thể thì anh Thanh có một khoảng thời gian đi làm công việc khác. Và mới đây sau khi mà huấn luyện viên Phùng Thanh Phương dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì đã mời anh Thanh quay trở lại. Và bây giờ thì anh ấy đóng vai trò như là một trợ lý huấn luyện viên cho anh Phùng Thanh Phương và giám sát cả công việc tập thể lực của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi tập ngày hôm nay thì Entep tham gia một cách rất là hăng hái. Duy nhất chỉ có Brandon Lucas là không thể tham dự được buổi tập và bạn ấy ngồi ở khu vực cabin, chườm đá và quan sát các đồng đội của mình tập luyện mà thôi. Vừa rồi là những hình ảnh về phần tập luyện của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà Vlog Ngoài Đường Pitch gửi đến cho quý khán giả. Về thông tin liên quan đến Patrick Lê Giang thì mình vừa mới hỏi bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là có phải Patrick Lê Giang đang xin nhập tịch hay không? Thì câu trả lời là không phải. Ở mùa giải năm 2023 vừa qua thì Patrick Lê Giang cũng chờ đợi cái đề nghị từ phía câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tuy nhiên là cuối cùng thì không có bất kỳ một cái đề nghị nào về việc là xin cho bạn ấy nhập tịch cả. Và cho đến thời điểm hiện tại thì Patrick Lê Giang vẫn tính là xuất một cầu thủ Việt Kiều đang thi đấu ở Việt Nam mà thôi. Đây là một thông tin mà mình vừa mới nhận được và xin phép được chia sẻ cùng với quý khán giả. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi chương trình của mình. Và cũng xin cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng với Lop Ngoài Đường Pitch trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì mình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Bye bye!